đọc lại công thức phương trình tiếp tuyến tại m x0 y0, nuốt nó y bằng f phẩy x0 x trừ y0 cộng y0. Đây là hệ số góc, đây là hoành độ của điểm m, đây là tung độ của m, còn y và x là cái ẩm, được chưa? Và đề đường cong cho gì? Y bằng x bình cộng 2x trừ 1. Viết phương trình tiếp tuyến tại này, thấy không? Tại, thấy chữ tại rõ ràng không? Dùng công thức này, không cần suy nghĩ. Tại là dùng lụm công thức này liền. Còn qua nè là khác nữa. Viết phương trình tiếp tuyến tại m có tung độ. Tung độ là x hay y? Y rồi, vậy là x0 mình không có, y0 mình là mấy? Là 7. Được chưa? Bắt đầu theo cô mình nè. Bước 1, tính đạo hàm. Y phải bằng đạo hàm 2x. Hiểu. Bước 2, gọi. Đó, theo cô mình đó, m là x0, y0 là gì? Là tiếp tuyến là sai, là tiếp điểm. Đúng không? Để chút lại coi thử nha. Tiếp điểm chứ không phải tiếp tuyến. Tiếp tuyến là đường thẳng, còn tiếp điểm là một điểm. M là điểm, là tiếp điểm. Được chưa? Rồi bắt đầu, ta có đề bài cho gì? Tung, đúng không? Tung độ là Y0. Y0 bằng mấy? Bằng 7. Rồi thế vô đâu? Có Y0 thế vô đây. Để tương đương thế vô đi, thế vô nè, bắt đầu chậm nè, chỗ nào có y hay bằng 7 nè, 7 bằng x bình cộng 2x trừ 1, chuyển qua một vế đi, ra x bình nè, cộng 2x nè, trừ 8, phương trình bậc mấy, có hiểu chỗ này không? Từ bước này xuống bước này không? Lại chuyển qua bên đây nè, lại chuyển qua đây. X0 bạn nhớ ở đây mình giải Y0 đúng không? Thì ở đây thêm giùm em X0 và X0 bằng 2, X0 bằng trừ 4. Vậy mình có bao nhiêu X0? 2, vậy mình có mấy điểm M? 2 điểm M. Kịp chưa? Bắt đầu mình xét. Tại cô mình làm lẹ đó. X0 bằng 2. Nè, theo đúng lý là phải xét phương trình tiếp tuyến tại m là 2 với mấy? 2 với 7. Cô bạn làm lẹ nha, bỏ bước này cũng được, tùy. Để suy ra thế vô nè, y phẩy nè, y phẩy 2 bằng thế, xin lỗi, ở đây thế, chỗ nào có số 2, có x thay bằng số 2? 6, đúng chưa? Vậy mình có y0, y phẩy x0 chưa? Y phải x0 nè, đâu rồi công thức rồi, đây có rồi nè, x0 có chưa? Mấy? 2. Y0 mấy? 7. Rồi bắt đầu viết phương trình tiếp tuyến. Phương trình tiếp tuyến tại m 2 7, bắt đầu đọc công thức lên, nuốt công thức trước. Y bằng f phải x0 x trừ x0 cộng y0, vậy y bằng đây nhiều 6 x trừ x0 nhiều 2 cộng y0 nhiều 7. Rồi bắt đầu phân phối vô bằng 6x trừ 12 cộng 7. Rồi bắt đầu rút gọn, nhớ có dấu bằng dấu tương đương, vậy y bằng 6x trừ 5. Được chưa? Tiếp tục cái tiếp theo. Đó, mới có 1 điểm mà, tại có 2 điểm lận. Rồi tiếp tục xét phương trình tiếp tuyến tại cái điểm M hồi nãy kia là M1 đi, M này M2, mở ngoặc ra bao nhiêu? Hồi nãy mình xét 2 đúng không? Giờ xét mấy? Trừ 4 mà, hay là 4? 4 nha. Sao kỳ vậy? Sao không máy tính là 4, trừ 4 hay 4? Máy tính là trừ 4. Trừ 4 thì chút sửa lại thôi. Trừ 4 vậy là mình ra là trừ 4
7, được chưa? Rồi bắt đầu tính y, y phải tại trừ 4, thế vô ra bao nhiêu? Trừ 2 nhân trừ 4 ra trừ 8, trừ 8 cộng 2 ra trừ 6. Rồi bắt đầu viết phương trình, viết phương trình tiếp tuyến tại M2, phải ghi R văn ra cho người ta. Trừ 4, 7, động thức y bằng F phải x rô, x trừ x rô cộng y rô, nhớ công thức, vậy y bằng thế trừ 6 x trừ cộng, rồi phân phối vô ra được chưa, sửa lại đi.